Rồi, tới công chuyện nữa mọi người ơi. Vô tình là bánh mình chạy sát cỏ chút xíu, có cái bánh của đồ chơi nó đâm vô thì giờ mình thấy nó xẹp. Thì lúc này có áp suất lớp, mình nãy giờ mình đậu thì nó xẹp xuống, nó xẹp dần dần. Bây giờ xử lý bằng cách nào? Thì nếu mà mình không đi thay vỏ sơ cua thì mình có thể là áp dụng, mình sẽ bằng cách bơm lên, mình xác định cái điểm xì và xác định cái đinh. Đây đây mình có trang bị máy bơm ha. Còn mình mở cái sức lớp ra thì ở đây nắng quá thì bên đây có cây dù. Cây dù thì lúc này mình mở lên. Rồi. Đó. Đây. Che lại đỡ nắng nha bạn. Và đặc biệt nữa là mình sẽ trang bị thêm một cái dụng cụ đó là giá lớp dự phòng. Nhanh nha. Đó, mình mở cửa ra. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy, nói chung là đồ hơi bề bộn nha, này chở gia đình đi. Đây. Đó, các bạn biết này chưa nè. Ok, các bạn thấy đỡ nắng không? Có cái dù nha. Thì các bạn phải có đó, nhờ dù nè, thấy không? Các bạn nhớ nhớ trên xe lúc nào cũng có cái dù nha. Để các bạn đỡ nha, lỡ trời nắng thì sao các bạn sao giá được. Thì lúc này mình sẽ sử dụng cái nhít này. Dành cho những bạn mà muốn đánh nhanh rút gọn. Nhít dự phòng nha các bạn ha. Đây. Tùy theo kích cỡ nha, trong hộp này. Chúng mình sẽ lấy ra cho bạn coi. Đó. Rồi, ok, hơi nóng chút xíu. Để mình làm lại. Lúc này mình sẽ bơm lên xác định, mở cái van ra. Ây, nặng quá. Mình mở cái van ra dặn ra ha. Bằng cái này mình dặn ra rồi. Lúc này mình dặn cái này ra. Còn lúc mà các bạn đang chạy mà cán đinh á thì nó sẽ xì, nó sẽ báo nha, áp suất lớp nha. Nó sẽ báo. Còn bây giờ nó chưa, nó mình đậu lại rồi mình mới thấy nó phát hiện nó là nó sẽ bị xì. Rồi, dặn này ra luôn. Đó, cực lắm các bạn ơi. Nhưng mà này nó đỡ hơn là các bạn thay lớp dự phòng nha. Thay lớp dự phòng hơi khó một chút. Lúc này mình đục vô không còn cái hơi nào luôn. Rồi, ok, xong xuôi. Sẵn quảng cáo máy này luôn, mua có nhiều lắm. 100.000 cũng ok lắm. Cộng nha, 2.3 kg. 2.3 kg. Bấm. Nó lên 2.3 kg là nó sẽ ngưng nha các bạn ha. Nó lên 2.3 kg nó sẽ ngưng. Nó đang lên dần dần nha các bạn. Sẵn đây mình test luôn cái máy luôn, là khi xe không còn miếng hơi nào thì nó sẽ bơm như thế nào. Thì lúc này mình sẽ đi thăm dò cái vị trí mà bị lủng bằng cách cái tay các bạn để nè. Tại vì nó sẽ có một cái lỗ xì, nó mới xì lẹ vậy. Lên hơi không? Khi các bạn bơm hơi lên rồi, các bạn sẽ đánh lái qua cho nó xéo, dễ phát hiện hơn nha các bạn. Tại cái bánh đang thẳng mình không thể phát hiện được. Còn xe nào bánh bên phải thì các bạn sẽ cho xe nó rộng bên phải để các bạn nha. Và đặc biệt chưa nắng này là mình đang che dù luôn. Nếu là trước đó là mình chỉ cho các bạn để nè, cái dù nè, thấy không? Để sau này các bạn bị bể bánh đó, các bạn áp dụng như vậy nha. Khổ quá mà, nắng quá mà. Ơi, nó bể đó các bạn thấy không, rõ ràng dù có hơi chóng mặt chút xíu nha. Lên hơi nha bạn, mình sẽ đi kiếm con vít nào lớn nhất. Là vít lớn nè,
nhiều kích cỡ luôn các bạn. Các bạn cứ bấm lên mạng các bạn nó dứt giá giá lớp. Chứ các bạn mà thay ra các bạn hạ bánh xuống, bánh sơ cua xuống này nọ nó lâu. Rồi để mình cho nó bơm chút xíu đi. Để mình bơm chút xíu nha. Rồi nếu mà trường hợp á, khi các bạn mà bơm lên mà hò tay mà không thấy cái lỗ mà nó bị xì, nó mát, thì các bạn chỉ có sử dụng là nước thôi, nước xà bông là chuẩn nhất luôn nha. Đó, mình đang bơm lại cái máy rồi, sao lên cứng nè, hơi cứng nè. Các bạn thấy căng chưa? Rồi, ở đây mình sẽ kiếm mình vít mình nại ra ha. Rồi lúc này bơm bánh đã hơi cứng rồi, mình sẽ đánh bánh ra cho nó qua nha. Đánh lái nha. Đó. Đánh lái hết qua. Rồi bắt các bạn đi kiếm chỗ xì. Kiếm chỗ xì hoặc tinh. Rồi, khi không phát hiện mình sẽ đánh ngược lại. Dạ. Đó, mình canh làm sao mình đánh lại rồi mình phát hiện kiếm cái chỗ bẫy nha các bạn ha. Đó, nắng quá trời đây các bạn ha, bình thường không có nắng thì đỡ, giờ nắng quá giờ phải đi kiếm. Rồi khi bạn bánh qua mình vuốt lên vuốt xuống, mình di chuyển bánh thì mình đây. Rồi phát hiện lỗ này. Có gió đó nha các bạn ha. Nè. Thấy chưa bạn nghe không? Rõ ràng không? Bánh bơm lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ xác định cái lỗ lớn hay nhỏ nha. Không, đây nè. Rồi, mình đã xác định cái lỗ này, vị trí này nha. Mình sẽ đi kiếm vít. Cái tầm này mình lấy vít nhỏ là được các bạn ơi. Vít nhỏ. Đây. Vít nè. Cái vít. Con vít nè các bạn thấy không? Đó, nó sẽ có một cái nhựa nha. Ok. Lúc này đã cái đinh nó đã bung ra rồi, mình sẽ lấy cái này mình nhét vô nha bạn. Rồi vừa tầm. Đó, bây giờ là mình xác định nha. Mình lấy vít nha các bạn ha. Đó, mình dặn vô nha. Rồi, ok, cái này mình sẽ giá, gọi là giá cơ động. Giá cơ động nha các bạn. Để trước thôi, nhưng mà thực chất mình sẽ đi đến ngay chỗ lớp xe ha. Mình sẽ giá lại đúng chính xác của thông số hoặc là giá ép nha các bạn. Còn cái này mình để trễ tạm thời thôi nha. Không thể nào mà để cái này mà chạy hoài nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test luôn nha. Lấy nước mình test thử như thế nào nha. Rồi. Bây giờ test thử nha. Trước khi test là mình phải uống miếng nước đã. Mệt rồi. Rồi bạn nhìn nè. Không có hơi nha. Quá ok không? Thấy không? Không có hơi nào luôn. Rồi, để đi đỏ thôi nha. Chứ không nên sử dụng mà để đi hoài.
đi đỡ rồi, chừng nào đến đó là người ta sẽ giá cho mình. Nó đơn giản ngắn gọn hơn, nhất là những chị em phụ nữ tay yếu chân mềm trang bị cho mình một cái giá giá lớp, cái giá nè, đinh vít giá nha, nó nhiều size nha bạn, các bạn mua để dành. Và thứ hai ở đây nó quan trọng là nó bỏ vô cái hộp đàng hoàng luôn các bạn. Rồi, và thứ hai nữa là sao không thể thiếu cái máy bơm, có máy bơm mới được nha. Rồi, máy bơm ha, cái này là dành cho lỗ nhỏ, còn mà lỗ bự quá tét thì thua, là chỉ có đi qua bên mấy chỗ mà giá ép rồi các bạn mới áp dụng. Nó rất tiện lợi cho các bạn là khi các bạn mà chỗ nắng nôi, chỗ cao tốc nó cực kỳ nắng luôn, mà nó khi tháo cái bánh ra bạn phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ trở lên bạn mới giá được cái bánh. Còn nay nếu mà mình thao tác lẹ, mình vừa quay clip mình này nọ, chỉ trong vòng 15 phút là có xong rồi, 10-15 phút là xong được cái bánh này, thấy bạn thấy không, rõ ràng ha. Đó, làm lại luôn nè, đó, không ra hơi nữa nha. Còn nếu mà ra hơi mình dặn ra mình lấy vít bự hơn nữa, này vít nhỏ. Rồi, thôi, quá mệt rồi, đổ mệt. Đó, các bạn thấy không, thấy cái dù không, lợi hại không? Đó, đây, dù. Cái dù nhỏ, dù lớn như vậy nha, rất quan trọng nha, đối với bạn mà đi mà trên cao tốc ha. Hoặc là trời mưa nha, vừa đi mưa vừa đi nắng vừa giá xe luôn, các bạn che trên đầu các bạn làm rất ok luôn, nó đỡ chứ không là nắng cực kỳ nắng mà các bạn chịu không nổi đâu. Đó, mọi người nhớ chú ý nha. Rồi, xong xuôi này thì mình sẽ bơm lại nha các bạn nha, mình sẽ đánh lái lại cho thẳng. Ok rồi, mình sẽ bơm lại. Ở đây mình sẽ ở trước, mình sẽ 2,2 kg đi trừ hao. Mình sẽ bơm 2,2 kg trừ hao nha các bạn. Ok, thì lúc này mình sẽ lựa chọn thông số cộng lên nè, 2,3 kg nè, giảm xuống nè, 2,2 kg nè, 2,2 kg đi. Rồi lúc này mình bấm bơm, bấm lay. Thì lúc này tự động bơm 2,2 kg là tự ngưng nha các bạn, bơm đúng 2,2 kg là tự nha. Bơm lên lẹ lắm á, hồi nãy là do bị xì á các bạn thấy không, 2 kg vậy không. Cái 2 là tự ngắt các bạn thấy không. Rồi, ok, lúc này mình sẽ dặn cái áp suất lớp vô. Áp suất lớp thì bạn nào gắn ở ngoài thì chịu mấy, mình mua mấy trăm ngàn mình về gắn nha các bạn, nó cũng thao tác dễ lắm ha. Này, áp suất lớp ngoài nha các bạn. Đó, mọi người nhớ chú ý nha, dặn sát vô rồi dặn này thêm nữa. Đây nó có trang bị cho mình, nó vừa khổ không, vừa hơi là nó hơi ngưng nắng. Đó, các bạn siết lên. Ok, xong xuôi. Đây luôn hả? Dạ. Rồi, đây lúc này nó có trừ hao nữa các bạn thấy không? Nó trừ hao. Thì cái này nó không có chính xác nhưng mà nó để là 2,1 kg nè. Các bạn thấy không? 2,2 kg, 2,2 kg, 2,1 kg, 2,1 kg nè. Đó, ok. Nó trừ hao. Các bạn thấy không? Rõ ràng. Quá mệt luôn. Nhưng mà được con cái là nó sẽ cho các bạn, nó sẽ đơn giản khỏi tháo bánh. Cái này là nhiệm vụ là dành cho những bạn nào mới chưa biết thay bánh sơ cua lớp dự phòng, thì các bạn nên tìm hiểu thêm lớp dự phòng. Và đặc biệt đối với bạn nữ hoặc là bạn nào tay yếu chân mềm, không thích lao động nặng, đó, có áp suất lớp báo thì mình đi giá, còn không nó bể luôn tại chỗ luôn, thua, nó xì liền. Hồi nãy nó chưa báo, mình để thời gian cái nó xì.
Thì lúc này mình sẽ áp dụng mấy cái này, những cái linh tinh nhưng mà nó rất quan trọng đối với các bạn trong quãng đường các bạn đi mà lỡ bể lốp xe quá mệt ha. Đó thì nãy những cái mình nói cho các bạn á, đó là những cái nào là cái giá dít giá nè, thứ hai cái máy bơm rất quan trọng đối với các bạn đã có xe, đó là những cái điều, một trong những cái đồ vật dụng có ích, rất có ích cho các bạn. Còn bạn nào không có mấy cái món này thì bắt buộc các bạn phải thay lớp dự phòng, rồi các bạn để chạy đi. Nhớ các bạn thay lớp dự phòng xong, mình đã có những cái clip thay lớp dự phòng, rồi các bạn phải chạy đi đến chỗ giá liền cho mình, chứ không để mà chạy hoài. Các bạn lưu ý nha. Thôi mình sẽ xin kết thúc video clip này. Quá mệt rồi, như đây rồi mới có mười mấy phút là mệt rồi nha các bạn. Các bạn mà nếu mà giá theo kiểu truyền thống nó là tới công chuyện luôn. Rồi bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người vào phần video clip khác. Quá mệt rồi.